sắt bây giờ làm xong mà mãi vẫn chưa được đi. Để xong nói nhau trả ra thì là cái này hải chết rồi. Thì sắt trên cao Cát Linh à, đâu nhổn ra Hà Nội giờ chết là cái mỗi một tháng bây giờ phải trả ra nó bao nhiêu tiền mà chậm chế chậm tiến độ quá liền. Thế đáng nghe cái đường sắt Cát Linh Hà Đông là phải xong sớm rồi. Cũng là lừa đấy. Đầu nó lừa mình. Giờ phải giá đó nó láo cả. Nó đưa ra ngân hàng quốc tế đi. Mãi không xong, đáng nghe cứ làm mấy thằng Nhật thì giờ có tàu đi mà lại về sau bảo anh bảo dưỡng lại dễ. Tàu làm mấy tàu là chết. Lừa lừa. Vật tư tàu. Cả thế giới đều bị nó lừa. Tức là bây giờ nó như cái xe máy tàu chạy chạy đường cho nó ăn xăng xong bảo dưỡng mà liệu chết. Công nhân thằng tàu lừa rồi. Mấy nước châu Phi biết nó cũng bảo nó sang đầu tư chắc là khiếp hết rồi. Bây giờ châu Phi chết rồi. Thằng tàu nó làm cho châu Phi gánh nợ rồi nó rồi. Lao lắm. Kịch. Lừa lừa cái. Chú là cướp không của người ta. Tôi bảo chú làm đi anh đầu tư cho rồi xong không đầu tư nó khép chết. Không như tàu khựa các cụ nói Kiên bên tay phải nhanh bao năm ngày xưa cái đường phố cơ chưa công giai là một cái ngõ 331 Cầu Giấy Top City quy hoạch khác ngày xưa là Cầu Giấy nó là ngoại thành lắm ấy. Mà bây giờ quận nó xuống tận mãi cho nhổn Nam Từ Liêm Bắc Từ Liêm mở rộng đường Hoàng Văn Đồng ngày xưa bẩn thỉu thế bây giờ nó đang làm lại đẹp lắm. Công viên Hòa Bình đường Phạm Văn Đồng nó mở rộng đẹp. Làm thêm cái vành đai em tiếp cái đoạn vành đai 3 từ Mai Dịch này ra đến hết chân cầu Nam Thăng Long. Vâng, làm này ở tường trên cao nó đường vượt. Báo chí tuyên truyền ngày xưa 2003 trường này có em Nguyễn Thị Quyền hoa hậu Nguyễn Thị Quyền học sinh viên Pan Horizon tòa nhà HDTC 124 Xuân Thủy Robic 36 bị bệnh ở đây xây. Phạm Văn Trường đại học sư phạm 1 HITC. HITC ngày xưa cao thế, bây giờ nó có mấy cái tòa mới để xây. Tuyến này rất nhiều trường đại học từ ở Bách Khoa này, tức là từ ga rồi Bách Khoa này, đấy mấy trường đấy, Bách Khoa xây dựng kinh tế, giao thông, báo chí,
sư phạm 1, trường múa, trường văn hóa nghệ thuật, trường thương mại, các cái trường cao đẳng liên quan điện lực. Ờ, tuyến này là gì? Nhổn, đại học công nghiệp Hà Nội, trường đại học in, trường kia gì? Cao đẳng in, đại học in gì đấy, mấy trường. Chứ cả những cơ quan khác, cái tuyến này nó rộng, nhiều các cái tổ chức cơ quan đi mà. Đây này, nó sẽ làm ở trên ông này. Cái đường trên cao nó sẽ làm chạy một phát ra đến chân cầu Thăng Long, chỉ có mấy cây đó thôi. Trước là xuống đến đây là hết này. Bây giờ đến đây là hết này, sau đó sẽ lối liền chạy một phát ra đến cầu Lam Thăng Long. Chứ không không xuống không 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 xuống Phạm Văn Đồng, nó vẫn có đường xuống nhưng mà nó đường vành đai 3 nó sẽ mở rộng tiếp. Mở rộng đến chân cầu luôn. Và đường Phạm Văn Đồng nó sẽ đang quy hoạch đẹp lắm. Đường đến đường Phạm Văn Đồng, đường tên Thủ tướng cơ mà nhỉ. Đẹp. Thương mại. Đẹp thương mại. Trường múa. Sân khấu điện ảnh. Là cái trường công nghiệp này mày này. Trường công nghiệp mãi thấy nhổn nữa. Ngọc là cuối ga rồi. Công nghiệp là sau này nó mới xây ra cái trường công nghiệp. Đây có thương mại, đây có thương mại sân khấu. Bên lại đạp sư phạm nữa là có lâu đời. Vâng. Sư phạm 1. Báo chí. Quốc gia bên kia Hoàng Quốc Việt có điện lực. Du lịch. Đấy, trường là cần. Giờ đi học có đề trường này. Đường này xấu, bụi bẩn. Bây giờ nó vẫn bụi nhưng mà nó to mà. Bé đi. Đây nó phải mở gấp. Chỉ có xe đạp là chính. Mở nó gấp 5 lần bà nhỉ. Đạp từ chỗ ngoài Đức ra đây chơi. Mở phải gấp 5 lần như này. Ra thủy tạ cơ. Đi ngày xưa nó vắng. Vâng. Không từ năm 2000 hay nè. Hay nè, hai nó bé hai đi ô tô tránh nhau mà, hai ô tô to tránh nhau. Lúc 2002 nó đang là 2001, 2002 nó đang làm cái cầu vượt Mai Dịch này. Liên tục sửa. Suốt ngày tắc đường. Đây, khổ ơi. Đây cũng chỉ ta, hai chị em đi từ chỗ cái chùa Quán Thánh đi tìm ăn tối buổi chiều. Đạp lên tận trên 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 này, Cầu Giấy à. Mua được đĩa nộm mà không có gì ăn. Bây giờ chỗ cái mang Mai Dịch không nhỉ, cái tòa nhà cái nó xây cao thế, ngày xưa nó bảo gần mấy trang mấy cái tòa cái xây cao vút lên này, mấy quả nhưng mà rừng cây đúng không nhỉ, cái anh phà không người lái kinh khủng. Đấy, tòa nhà cao vút cao bao nhiêu này. Âm hồn. Những cái tòa trên kia là nhìn ra chỗ bãi thăm ma mới nhìn ra mặt đường. Ngày xưa thì kiêng nhưng bây giờ thì bình thường. Cứ thiêu tất thì nó sạch. Bây giờ là cũng thiêu. À, nói chung cái phong trào thiêu bây giờ. Đi vào bên này thì những người thiêu. À, đây là các. Nguyên thủ quốc gia. Nhưng mà đi xuống cái chỗ thiêu mới thấy nó đông sạch. Vâng. Đồng thế. Mình lần đầu tiên đi kia, năm ngoái đi thiêu năm kia. Nó vẫn có cái mùi và không khí ác này. Sợ. Tức là cảm giác thế thôi. Xử lý. Không xử lý chưa ấy. Cho vào nó kín nó có quả vút thôi. Bao nhiêu tổng đi, kín tí mít bên trong. Nghĩ sót nhỉ, không tự nhiên con người đưa vào thiêu chứ. Cho nó sạch. Bọn nước ngoài thiêu xong nó còn thả xuống sông cơ mà. Sông nó rắc ro. Không có lưu giữ gì đâu. Thế là mới có bài cắt bụi cuộc đời. Người có thành cá. Thế bây giờ ai mà cũng làm mộ to, ai cũng chiếm đất thì nhiều lúc là gọi là người chết thì chiếm đất của người sống. Này như Trần Đại Quang một mình 3 hecta xuống Ninh Bình. 3 hecta 7 đấy. Không phải tham nhũng không? Chết thì vẫn tham. Cáo biệt rồi, khó lắm, lãnh đạo lãnh tụ. Các ông bây giờ đều nói nhau hết. Đấy đó, 10 quốc.
căn bản mình vẫn ảnh hưởng từ Trung Quốc, nhưng Trung Quốc các đời vua lộng lăng miếu mộ ảnh trắng thì là ngày xưa cụ là cụ không muốn cho làm gì. Vâng. Nhưng mà mình đó là cụ nó là nhân kiệt rồi. Vâng. Của thế giới. Làm đường cơ, cái miếu này đã có rồi. Từ 2003 khoảng độ, cái miếu này có khoảng độ từ 2003 hay là không được phá. 2003 gì đấy, khoảng đấy. Từ lúc chưa làm cái đường mở rộng cái đường này đã có rồi. 2002 hay 2003 gì đấy. Đã có miếu, tức là từ hồi đi học qua đây là thấy khóa cái miếu ấy rồi. Chắc chắn là nó miếu bên ven đường. Bị có người đường, có người tai nạn chết đấy, chắc là không rõ là con thú đó là nó chết như là như ở đấy có tai nạn. Chắc là chết trẻ như là. Ven đường đi chôn luôn ở đấy. Không ai chôn ở đấy. Ngày xưa là nó cánh đồng á. Không, cái này mới rồi.
cái này mới từ tớ 2002 nó chết, nhưng mà chết đi do gì đó người chết, nhưng mà làm gì không biết. Có thể do cái nhà đấy hoặc là ví dụ căn số lặng hay như nào đấy, hoặc là nó cái gì đấy người ta thờ miếu nó chết nhiều người thảm khốc cái gì đấy, người ta đặt một cái miếu. Cái miếu có từ khoảng độ cỡ 2002 bắt đầu thấy hình thành một miếu con con. Cái cây đấy cũng trồng cũng lâu rồi đúng không? Đây, xuống đến nhổ nó ra phố Ngọa Long rồi đây, đây ở thôn Ngọa Long rồi ngày xưa đây, trong này, Ngọa Long nguyên xá Ngọa Long rồi thì gì nhỉ? Khu B trường công nghiệp xá rồi ạ, đồng cổ nguyên xá này, Hòa Long đây là nguyên xá. Ngày xưa cái chùa này nó ở mãi ngoài, còn bây giờ xa xa vào cái ao của đỉnh thôn Hòa Long, nguyên xá Tu Hoàng, khu B nó là khu gì nhỉ? Quên. Khu B chứ công nghiệp nó trồng nhiều hoa lắm. Có cái cánh đồng lúa tốt kìa. Vâng. Tiếp. Lai Xá đi thẳng thế này. Lai Xá là gần nhổ đi. Vâng. Còn Tây Tịu nó còn rẽ vào trong cơ mà. Tây Tịu không biết là quê, bây giờ nó gọi là làng trồng hoa, bây giờ vẫn trồng hoa à, nhưng mà sao? Mua đất ngày xưa mua mấy trăm, bây giờ không phải tiền vài tỷ hết rồi, đất nó lên quận rồi thì trường công nghiệp đây là trường công nghiệp này. Rộng mở rộng ra. Ngày xưa cứ bảo mua đấy thì chắc là chả nhìn luôn, nhìn nó nhé nhé, chả khác gì quê cứ bảo Hà Nội nhưng mãi thì tịu. Nếu mấy đứa bạn con mua giờ nó có tiền tỷ hết rồi, mua thì vài trăm thôi, mua mấy trăm thì đứa nào đi đi nước ngoài nó mua mua trong làng thôi. Và mình nhiều người cứ bảo xa mà mình ở thế này mình cũng bảo là Tây Tịu là xa quá. Đây đây sẽ vào Tây Tịu đây, đi vào mấy cây mới đến xong rồi, bây giờ đất cát lên hết rồi. Nên nhiều đứa nó đi nước ngoài về nó cũng không, nó cũng không được nhiều nhưng nó mua đất ở những vùng ven ấy, bây giờ nó lên hết. Bây giờ Lai Xá thế nên kia chung đi tại cái nào tiền nữa, nào tiền trước mất trước kia nước của Hà Bắc ấy, xong nó ra đây xong nó mua quanh đây là hơn chục hecta cả mua được, hơn chục hecta giờ kinh khủng rồi nhỉ. Mua hơn chục hecta sao nó san hết cả, những chỗ nào thùng cũng nó san hết, thành mặt phẳng hết. Nào ấy là mình đầu óc nha. Những người đầu óc thì ra nổi sớm nhanh giàu không? Các bạn có tiền. Đấy không có đầu óc nhưng mà về quê. Chui nhau về quê. Đầu óc nào được? Đã tìm đường về quê thì làm gì có đầu óc? Nó có đầu để sống, để ăn. Các lãnh tụ ở quê lãnh đạo về Lai Xá, làng Lai Xá chung cư XP Home rồi thì Jamazen Plaza thì là thằng Long hiện đại. Cha có một đứa em ba tuất thì thằng Phúc đấy nữa ở Lai Xá đấy. Hồi xưa nó học cái trường ba chỗ Yên Lư đây là trường đấy, trường Thuận đại học Thành Đô ấy, đại học Thành Đô đây này. Thuận Đô Thành à? Ông à, ông nó học ở chỗ trường ở chỗ Hoa Lư Yên Lư đấy, nó bị thần kinh. Đại học Thành Đô. Ở đấy phát triển kinh đường đi học Thành Đô. Nói chung là những người có đầu óc thì sống đâu người ta cũng phát triển, mà ở thành phố thì người ta mạnh. Còn những ông mà còn kìm hãm người khác ấy. Vâng. Không muốn người ta khác là lãnh đạo đâu. Thì
theo người dân trong nhà vẫn còn sợ giàu hơn. Ích kỷ. Có cái ích kỷ. Ích kỷ lắm. Nhưng mà nó anh em trong nhà. Như ngày xưa là hay bị tác động, nhưng bây giờ quên thì việc ông làm, việc tôi làm, ông thích nào thì ông làm. Ngày xưa mà ông nào nó út hoặc là ông là làm cái gì hơn mà ông trưởng ông nói thì thôi rồi, chú không được làm này, chú không được làm kia, rồi thì làng mình không ai làm như thế, thế thì ai dám làm. Vì thế cho nên tao mới phải bán cái đất cho thằng Kỳ. Cuộc sống thay đổi lên ông gia trưởng nói lấy này đấy kia gà cứ như kết quả ra. Sống bây giờ thì nó không có chuyện đấy được. Bây giờ là việc ai người ấy làm, nó như là một nước ấy, tôn trọng được chủ quyền. Ông thích làm nào không ảnh hưởng đến nhau là được, đúng không? Ngày xưa ông làm này là làng người ta không làm thế, rồi nhà mình không ai làm như thế, rồi cái này cái kia. Trái ý làng. Trái ý làng.